Hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức buổi truyền thông thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới năm 2023 cho hơn 70 hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Núi Sập và xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang. Tại buổi truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã phổ biến đến hội viên phụ nữ về phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới, thực hiện với các nội dung của phong trào phụ nữ An Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, văn minh và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới là thực hiện 4 tiêu chí, đó là có trí thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội và đất nước. Phụ nữ thời đại mới là tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật theo lĩnh vực, công tác, nghề nghiệp, việc làm, bình đẳng giới. Kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, có hiểu biết về cuộc sống xã hội và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Tự rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn uy tín cá nhân là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng, về rèn luyện đạo đức, ứng xử có văn hóa phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng.